Xin chào quý vị đang quay trở lại với phần 3 của chương trình Giờ Cách Sổ trên kênh truyền hình FPC và đến với phần bình luận về những cổ phiếu nổi bật. Thì xin mời quý vị hãy cùng gặp lại chị Nguyễn Thị Thanh Thảo là chuyên viên đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào chị đã quay trở lại với phần 3 của chương trình ạ. Thì chị đến với cái phần mà khuyến nghị về những cái cổ phiếu nổi bật thì đâu sẽ là những cái cổ phiếu mà chị thấy là nó phù hợp với nhà đầu tư trong giai đoạn này ạ? Thì hôm nay tôi sẽ đưa ra một vài cổ phiếu cũng đưa đến nhà đầu tư, có thể nhà đầu tư có thể đưa vào danh mục của mình. Có thể đây là một trong những cái mã cổ phiếu đưa vào dài hạn cũng khá là tốt. Ví dụ như là cổ phiếu HPG thuộc công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát thì cũng khá là quen thuộc với nhà đầu tư. Thì tôi có thể trình bày một số những cái tiêu điểm cơ bản về kết quả kinh doanh của Hòa Phát trong thời gian qua. Thì trong quý 1, Hòa Phát đã cho ra thị trường hơn 505.000 tấn thép xây dựng, tăng 27,9% so với cùng kỳ và thị phần tăng lên mức là 24,2%. Về xuất khẩu thì Hòa Phát đã xuất khẩu bằng sản lượng cả năm của 2016 với hơn 52.000 tấn đi các nước như là nước Mỹ, Canada, Úc và các nước ASEAN. Quý 1 năm 2017 thì lợi nhuận sau thuế của Hòa Phát là 1.935 tỷ đồng. Năm 2017, Hòa Phát đặt cái mục tiêu thì không mấy khả quan với doanh thu là 40.000 tỷ đồng, tăng trưởng 20%, nhưng lợi nhuận sau thuế dự kiến là đạt 6.000 tỷ đồng, trong đó lãi ròng của công ty mẹ là 5.996 tỷ đồng, giảm gần 10% thực hiện so với năm trước. Thì thông tin từ Đại hội Cổ đông thì dự án Dung Quốc sẽ chia làm hai giai đoạn, sẽ thực hiện cách nhau 6 tháng với vốn cố định là cần 40.000 tỷ đồng. Và cái vốn cho giai đoạn 1 sản xuất 2 triệu tấn thì đã hầu như là thu xếp đủ vốn cho cái phần này và bao gồm vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2016 là gần 20.000 tỷ đồng và đã trích ra 10.000 tỷ đồng để làm vốn đối ứng và vay 10.000 tỷ đồng từ ngân hàng Vietinbank. Kỳ vọng từ cái dự án này thì Hòa Phát cho rằng thì đến năm 2020 sẽ là đặt cái kế hoạch doanh thu tăng gấp 2,5 lần hiện nay và tương đương là khoảng 100.000 tỷ đồng. Thì đây là một trong những cái kế hoạch của Hòa Phát rất là khả thi. Về mặt kỹ thuật của mã cổ phiếu này thì chúng ta quan sát có thể thấy giá có cái phiên giảm điểm nhưng vẫn nằm trên các đường MA 5, 20 và 50 kèm cái khối lượng bán ra thì giảm nhẹ cho thấy đang có một cái sự thận trọng nhất định và hàm ý xu hướng đi ngang vẫn là chưa bị phá vỡ. Và cái ngưỡng hỗ trợ gần nhất của cổ phiếu Hòa Phát là vùng 29,5. Xét trong cái khung thời gian dài hơn thì đường giá có xu hướng vận động trong cái khung xoay quay trung hạn và hình thành từ tháng 9 năm 2016 đến nay. Biên độ vận động trong cái vùng là từ 27.000 đến 32.500 đồng. Thì nhìn chung cái xu hướng chung của cổ phiếu Hòa Phát vẫn là đi ngang. Ngưỡng kháng cự gần là vùng 30.150 đồng. Thì đây là một cổ phiếu thì nhà đầu tư có thể xem xét đưa vào danh mục đầu tư dài hạn cho mình. Ngoài cổ phiếu của Hòa Phát thì còn một cái cổ phiếu nào mà chị khuyến nghị tới nhà đầu tư trong giai đoạn này hay không ạ? Theo phần trước thì tôi có đề cập đến cổ phiếu Vinamilk cũng có bước vào cái chu kỳ tăng giá mới. Thì theo tôi để mà hưởng ứng theo cái cổ phiếu Vinamilk này ta có thể kể đến đó là cổ phiếu Masan. Thì cũng tương đối là quen thuộc với nhà đầu tư. Có thể điểm qua một số về cái kết quả kinh doanh của cổ phiếu Masan. Quý 1 năm 2017 thì Masan đã đạt 8.540 tỷ đồng doanh thu. Thì so ra cũng giảm 3% so với cùng kỳ, trong khi cái giá vốn thì giảm sâu hơn đến 4%, nên lợi nhuận gộp cả quý lại thì đạt gần 2.470 tỷ đồng, tăng được 57 tỷ đồng so với cái quý 1 của năm 2016. Năm 2017 thì Masan lại lập kế hoạch doanh thu 50.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 3.200 tỷ đồng. Thì Masan cũng có những cái kế hoạch mới như chính thức hoàn thiện cái chuỗi nền tảng 3F từ trang trại đến bàn ăn, bằng việc sáp nhập cái Sài Gòn Nuji Food vào tháng 1 2015, thành lập Masan Nuji Science MNS vào tháng 4 năm 2015, đầu tư vào chiến lược Vision tháng 6 năm 2016 và khởi công xây dựng trang trại nuôi heo kỹ thuật cao ở Nghệ An tháng 6 năm 2016. Thì theo đó Masan đã đạt tăng trưởng doanh thu 47% và tăng trưởng lợi nhuận là 243% so với cùng kỳ của năm 2015.
Và động cơ thúc đẩy tăng trưởng là các sản phẩm thức ăn gia súc và thương hiệu BioChim. Ngoài ra thì mô hình 3F này cũng là cái công cụ, cái công ty đã giúp công ty cải thiện được cái năng suất của cái chuỗi giá trị thịt và các sản phẩm từ thịt của thương hiệu Masan. Về mặt kỹ thuật của cổ phiếu Masan thì chúng ta cũng thấy đường giá có phiên phục hồi thứ hai liên tiếp, đóng cửa trên MA20 và cho thấy cái xu hướng phục hồi ngắn hạn đang có cái xu hướng quay trở lại. Và không những vậy thì Masan vẫn đang cho thấy là cái dấu hiệu thoát đáy dài hạn. Khi cái đường giá đang duy trì đóng cửa trên xu hướng giảm trong dài hạn thì đồng thời các đường MA100 và 200 cũng có dấu hiệu tích cực quay trở lại, thì chúng ta cũng thấy được cái cổ phiếu Masan sẽ tiếp nối cổ phiếu Vinamilk trong cái đợt, trong cái chu kỳ tăng sắp tới, và đây là cổ phiếu khá an toàn cho nhà đầu tư. Xin cảm ơn phần khuyến nghị những cổ phiếu nổi bật của chị ạ. Phần bình luận vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giờ Cái Sổ ngày hôm nay. Một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau.